phố Hồng Lan. Làm gì đó? Mình nhìn cái được thấy rồi mình đi gì? Ủa? Đây mấy người mới gọi như sao mà nó đi lại không biết đường về. Ê có chạy, ta có cho chạy vô đó không? Ôi trời sen kìa, sen đó chị. Mặc áo dài chưa đi chạy lại. Mình phải gọi, có thuê không? Có thuê đồ kìa. Mà nắng quá thì sao mà ấy. Thôi bữa nào mình hẹn nhau mình đi bữa mình đi. Mình đi một vòng này là coi như đi tiền trạm đi. Ăn đá bào không biết. Ăn đá bào không? Ăn đá bào đi. Thôi em đang không đá không? Em sợ đá không đó. Không. Chạy chạy được không? Chạy chậm chú ấy. Mình nào ta đuổi mình đi ra. Có đá bào đá bào bà ơi. Đá bào kìa. Đi 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 mình xích xích sống đi chừng nào ta đuổi với mình đi ra. Kìa bên đó ta có chơi thuê đồ kìa chị. Trời ơi sen kìa. Ê chụp hình đi, đứng chụp hình đi, nắng nắng nha. Hả? Đúng rồi chị. Trời. Phố ông Lan. Phố ông Lan xích đu kìa. Trời ơi em với chị mặc đồ nhưng mà chị ông kêu ra ngã ba ngã tư gì đứng ngoài ngoài. Ê thằng mặc đồ đẹp vậy thằng chụp hình được á.